lối đánh của các tuyển thủ. Trong trận đấu này, Andy được anh Harvin hướng dẫn lối chơi, di chuyển theo cách chơi chuyên nghiệp. Andy đã áp dụng theo lối chơi này và mang lại một kết quả ngoài sức mong đợi. Và để biết nó hiệu quả như thế nào thì cùng Andy xem nhé. Đầu mùa, Andy có tham khảo cách đánh lối chơi của anh Harvin để leo rank dễ dàng hơn và có cách chơi chuyên nghiệp hơn để hướng dẫn mọi người. Lối đánh áp đảo, trong giai đoạn ban pick mình có thể biết được cặp mid nào có thể dọn lính trước. Ở trường hợp này Veza clear lính trước, mình đang ở thế chủ động nên sẽ có lợi thế hơn trong việc kiểm soát tầm nhìn. Andy và SP sẽ di chuyển song song với nhau xuống hỗ trợ AD để tạo thành bộ 3 để ép. Trong những trường hợp như thế này, AD team mình hiểu ý, chỉ cần dụ AD team bạn lên cao một tí chắc chắn sẽ có mạng đầu và tạo ra ưu thế giai đoạn đầu game. Sau khi có tí lợi thế ở giai đoạn đầu game như thế này thì mình phải biết tận dụng để tạo thế trận cho cả trận đấu. Andy và SP tiếp tục di chuyển theo bộ 2 để kiểm soát tầm nhìn, map và các mục tiêu lớn. Ăn các mục tiêu nhỏ để tích lũy vàng để nhanh chóng đủ các món trang bị cần thiết. Lối di chuyển theo bộ 2 như thế này giúp team dễ dàng kiểm soát được tầm nhìn, kiểm soát được thế trận, làm cho trận đấu dễ dàng hơn rất là nhiều. Một điều quan trọng nữa trong lối di chuyển này là đảm bảo an toàn cho mid rừng đi gank thuận lợi về mọi mặt. Cấu máu khi có thể, Andy sẽ cho mọi người thấy tầm quan trọng của việc cấu máu trước giao tranh. Hiện tại Icky đã yếu, chỉ cần thêm combo nữa là Icky sẽ nằm xuống, giữ cho mình cái đầu lạnh trong trường hợp này. Đọc hướng di chuyển của Icky, đang tranh chấp rồng như thế này Icky sẽ ở trong vùng từ bùa xanh đến hang rồng thôi. Khoanh vùng được vị trí đứng của Icky rồi thì mình sẽ di chuyển bắt Icky. Mọi việc đã được nằm trong dự liệu của Andy. Team bạn lật lại tình thế khi có sự xuất hiện của Murat. Cứ ngỡ pha combat này thất bại hoàn toàn rồi nhưng cơ hội luôn mỉm cười với người biết cố gắng. Andy đã cạn mana, tạm thời lui về một nhịp ăn cục máu để hồi phục và nhanh chóng quay lại để hỗ trợ team. Chọn góc đứng, định hướng chiêu thức một combo 3 mạng. Tiếp tục gây áp lực lên team bạn. Cấu máu Icky thấy ngộ không tiếp tục lao vào. Trong pha này mình cứ giữ vị trí đợi chiêu hồi là lao vào ngay. Vào đúng lúc cứu được ngộ không một mạng. Một tip khi đi gank đối đầu với Murat, thứ nhất là quan sát bóng của Murat, thứ hai tìm cho mình một khoảng trống không mục tiêu, nhấn chiêu 2 liên tục, chỉ cần Murat lao vào là dính choáng ngay. Nếu Zuka cố thủ trụ thì đó là sai lầm lớn của Zuka. Andy khuyên thật team bạn có Veza nếu yếu máu tốt nhất nên về tránh ở lại dây dưa, một là mất trụ, hai là cả mạng lẫn trụ. Thời khắc đi săn bắt đầu. Lính lên mid đang lên, trong trường hợp này team bạn sẽ ra đép lính, Andy sẽ vòng lại bụi để núp, ai mà mất cảnh giác hay đi lạc là một vé về tế đàn ngay. Cũng cố tại vùng này, di chuyển sang trụ 2 lên rồng, lính đang lên tốc biến vẫn còn, tiếp tục áp dụng chiến thuật cũ nhưng lần này sẽ phối hợp với tốc biến. Chóp lấy thời cơ chủ lực team bạn đang một mình thủ trụ thì quyết đoán ngay lập tức vào bắt chủ lực. Zuka liên tục lên cao để đẩy lính, một bậc thầy bắt lẻ như Veza, sao có thể bỏ qua được. Zuka chiến này mơ thấy 10 Veza rồi. Veza một khi đã xanh thì không khác gì cơn ác mộng của team bạn cả. Thế trận là do mình tạo ra, để điều khiển nó theo ý của mình xuyên suốt cả một ván đấu là một điều rất khó. Nhưng nếu có một team hiểu ý phối hợp cùng nhau thì việc này sẽ dễ hơn rất nhiều. Đoán được sắp nổ ra pha combat ở đây nên Andy đã di chuyển cẩn thận, giấu sai vòng lại bụi trên.
bạo chúa sắp ra, đoán được hướng đi của team bạn nên Andy đã di chuyển trước nắm lấy cơ hội. Cảm ơn mọi người đã xem, ai chưa follow tặng mình một follow nhé. Cảm ơn ạ.